Tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải cái đề thi đại học năm 1975 của phần lượng giác. Ta có cho phương trình sin mũ 6x cộng cos mũ 6x sẽ bằng a nhân cho sin mũ 4x cộng cos mũ 4x. Chúng ta tìm a để phương trình có nghiệm. Ta đặt đây là phương trình sau. Ta có từ sau ta sẽ tương đương cho sin mũ 6x chính là sin bình x tất cả mũ 3 cộng cho cos mũ 6x, nhưng mà cos bình x tất cả mũ 3 sẽ bằng a nhân cho sin mũ 4x chính là sin bình x tất cả bình cộng cho cos mũ 4x nhưng mà cos bình x tất cả bình. Tiếp tục ta áp dụng hàng đẳng thức. Ta có hàng đẳng thức a lập cộng b lập sẽ bằng a cộng b nhân cho a bình trừ ab cộng b bình, và a bình cộng b bình sẽ bằng a cộng b tất cả bình trừ cho hai lần ab. Hay ta áp dụng cho phương trình tới được, hay sẽ tương đương cho sin bình x cộng cos bình x nhân cho a bình chính là bằng sin bình là sin mũ 4x trừ cho sin bình x nhân cho cos bình x cộng cho cos mũ 4x, này chính là sẽ bằng a nhân cho sin bình x cộng cos bình x tất cả bình phương trừ cho hai lần ab trừ cho hai lần sin bình x nhân cho cos bình x. Mà ta có sin bình x cộng cos bình x này chính bằng 1. Hay chúng ta sẽ tương đương nhau. Tiếp tục ta có sin mũ 4 chính bằng sin bình x tất cả bình cộng cho cos mũ 4x bằng cos bình x tất cả bình trừ cho sin bình x nhân cho cos bình x sẽ bằng a nhân cho sin bình cộng cos bình chính bằng 1. 1 trừ cho 2 lần sin bình x nhân cho cốt bình x. Hãy tiếp tục ta biến đổi tới được sin bình x tất cả bình cộng cốt bình x tất cả bình chính như bằng sin bình x cộng cốt bình x tất cả bình phương trừ cho hai lần sin bình x nhân cho cốt bình x trừ cho sin bình x nhân cho cos bình x sẽ bằng a nhân cho trừ cho 2a nhân cho sin bình x nhân cho cos bình x. Tiếp tục đã có sin bình cộng cos bình chia bằng 1. Hay chúng ta sẽ tương đương cho 1 trừ cho 3 sin bình x nhân cho cos bình x, này chính là bằng a trừ cho 2a nhân cho sin bình x nhân cho cos bình x. Tiếp tục từ đây sẽ chuyển về ta được, hay sẽ tương đương cho 2a trừ 3 nhân cho sin bình x nhân cho cos bình x sẽ bằng a trừ 1. Mà ta có công thức lượng giác 2 sin x cos x chính là bằng sin của 2x. Hay ta nhân 2 về cho 4 ta được,
nhân 2 về cho 4 tức được. Hãy sẽ tương đương cho 2a trừ 3 nhân cho sin bình của 2x sẽ bằng 4 nhân cho a trừ 1. Từ đây tiếp tục ta xét với 2a trừ 3 bằng 0 thì ta suy ra a sẽ bằng 3 phần 2, thay vào ta được vế trái bằng 0, vế phải khác 0, hay phương trình là vô nghiệm. Tiếp tục ta xét với trường hợp 2a trừ 3 khác 0, hay ta suy ra a khác 3 phần 2, hay phương trình 2a trừ 3 nhân sin bình 2x bằng 4 nhân cho a trừ 1 sẽ tương đương cho sin bình của 2x sẽ bằng 4 nhân cho a trừ 1 chia cho 2a trừ 3. Mà ta nhận thấy sin bình của 2x sẽ bé bằng 1, lớn hơn bằng 0, tức là phương luân dương. Mà hay ta có để phương trình này, ta đặt phương trình này, phương trình 1 đây. Để phương trình 1 có nghiệm, hay chúng ta sẽ suy ra 4 lần nhân a trừ 1 chia cho 2a trừ 3 sẽ bé nó bằng 1, lớn được bằng 0. Vậy chúng ta sẽ giải đồng thời cái bất phương trình 4 nhân cho a trừ 1 chia cho 2a trừ 3 bé nó bằng 1 và lớn được bằng 0 sẽ tìm ra đáp án, hay chúng ta sẽ tương đương cho 4 lần nhân cho a trừ 1 chia cho 2a trừ 3 này sẽ lớn hơn bằng 0, và 4 lần nhân cho a trừ 1 chia cho 2a trừ 3 cái này phải bé hơn bằng 1. Hay ta sẽ tương đương cho với điều kiện tiếp, cái này là a khác 3 phần 2. Tiếp tục ta sẽ tương đương cho 4 lần nhân a trừ 1 chia cho 2a trừ 3 này lớn hơn bằng 0, và 4 nhân cho a trừ 1 chia cho 2a trừ 3 này trừ 1 bé hơn bằng 0. Mà ta có bất đẳng thức của thương và tích là luôn luôn không đổi dấu, hay ta có a trừ 1 nhân cho 2a trừ 3 sẽ lớn hơn bằng 0, và ta có 2a trừ 1 nhân cho 2a trừ 3 bé hơn bằng 0. Tiếp tục với cái điều kiện này là a khác 3 phần 2, hay ta sẽ tương đương cho ta có a trừ 1 nhân cho 2a trừ 2a trừ 3 ta có một nghiệm a bằng 1 và a bằng 3 phần 2, mà ta lấy trong trái ngoài cùng, hay ta có a sẽ bé nó bằng 1 và a sẽ lớn nó bằng 3 phần 2, và ta có a sẽ bé nó bằng 1 và a sẽ lớn được bằng 1 phần 2. A lớn được 1 phần 2 và a bé hết bằng 3 phần 2. Còn điều kiện là a khác 3 phần 2. Hay kết hợp ta được, ta sẽ tương đương cho a sẽ bé hết bằng 1, lớn được bằng 1 phần 2. Vậy mình kết luận. Vậy phương trình
sin 16x cộng cos 16x bằng a nhân nho sin 14x cộng cos 14x. Có nghiệm khi và chỉ khi a sẽ bé bằng 1 và lớn hơn bằng 1/2. Vậy bài toán của chúng ta hôm nay đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy video hữu ích, hãy đăng ký, like và share cho kênh. Xin cảm ơn tất cả các bạn và các em.